Ngày hôm nay em đây gặp lại tiếp tục gửi đến cho toàn thể quý anh chị cùng tham khảo một bất động sản đất nền và có vị trí là nằm ngay tại phường Tân Đông Hiệp của thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương. Thì nếu mà đi ra theo con đường này nha quý anh chị, đâu đó khoảng tầm là hơn 30 mét thôi là mình sẽ giao nhau với được đường Nguyễn Thị Minh Khai, và rẽ tay phải á mình sẽ đi về được đường Nguyễn ra ngay ngã tư Chiêu Liêu, đâu đó khoảng tầm là 200 mét thôi nha quý anh chị. Như vậy là một vị trí mà kết nối cực kỳ thuận tiện và dễ dàng. Và đây, một khu dân cư mà nhà cửa ở khá là đông đúc luôn quý anh chị ơi. Và đặc biệt là xây tự do này quý anh chị, mỗi nhà mỗi kiểu. Thì đây, hôm nay gửi đến cho quý anh chị cùng tham khảo một lô đất hai mặt tiền đây nha quý anh chị. Cái lô này đó, một cái diện tích cũng khá là đẹp, với chiều ngang là 5m và nở hậu là 5,4 và dài vào là 15. Thì lô này hiện tại có tổng diện tích là 80m² nha quý anh chị. Một lô đất sổ Hồng Rương và có hướng là Tây Bắc. Đấy, rất phù hợp với những quý anh chị mà cũng mình là Tây Tứ. À, một con đường mà xe tải tránh nhau thoải mái này quý anh chị. Đó, khá là rộng rãi luôn. À, trên sổ thì hiện tại là có hai mặt tiền thôi, nhưng nếu mà đi ra thực tế thì đây quý anh chị này, là nó hiện tại là có ba mặt tiền nha quý anh chị. À, em đang đi ra phía sau cái lô đất này đây. Đó, thì cái con đường mà phía sau này là thành cái mặt tiền thứ ba cho nhà mình luôn nè quý anh chị. Và nói cực kỳ ok luôn quý anh chị ơi. Nằm ngay tại phường Tân Đông Hiệp của thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương, và cách ngã tư Chiêu Liêu đâu đó khoảng tầm 200m thôi nha quý anh chị. Một vị trí mà nếu mà anh chị ở những khu vực này thì có thể hình dung ra rất là thuận tiện. Đó, đi ra đầu đường xe đang chạy đó quý anh chị là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Quá tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Nó đất hai mặt tiền. Và hiện tại gia chủ đang cần ra gấp luôn quý anh chị ơi. 2 tỷ 800 triệu vẫn còn thương lượng và có hỗ trợ vay ngân hàng cho lô đất này. Thì nếu mà quý anh chị đang có dự định tìm kiếm một lô đất để mình đầu tư hay xây dựng nhà ở, có gì tham khảo thêm ở cái lô này, và có gì liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ các thông tin. Và ngoài ra em còn rất là nhiều sản phẩm về nhà và đất nền, tất cả đều có sổ Hồng Riêng của thành phố Dĩ An cũng như thành phố Thuận An. Rất mong được quý anh chị ủng hộ. Và ngoài ra cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để em mà có thêm động lực làm mỗi ngày một video mới cho quý anh chị cùng tham khảo. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn.